Vâng, xin được mến chào toàn thể các quý vị và các bạn đã quay trở lại với cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị. Mến chúc mọi người có một ngày mới làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, đến với video ngày hôm nay, em xin được cập nhật và chia sẻ với tất cả các quý vị một số cái thông tin rất là đặc biệt liên quan tới đàn gà con cũng như là tình hình của ekip quản lý trong thời điểm hiện tại. Thì ngày hôm nay có một số cái thông tin rất là đặc biệt mong muốn chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả trước khi đàn gà con bắt đầu vào cái chuỗi hành trình hoạt động live show trong thời gian sắp tới. Thì các em ấy đang tất bật với những cái công việc kinh doanh và buôn bán của mình. Thì trong thời gian vừa qua, tất cả các quý vị khán giả luôn dành những cái tình cảm yêu mến cho đàn gà con thì cũng đã rất là lo lắng về cái tình hình sức khỏe của Tuyết Nhung trong thời gian vừa rồi. Thì sau một khoảng thời gian Tuyết Nhung điều trị, em ấy đã trở lại rất là mạnh mẽ. Thì ngoài cái công việc kinh doanh và buôn bán, Tuyết Nhung đã hồi phục sức khỏe một cách rất là nhanh chóng. Cho nên tất cả các quý vị khán giả, cô bác gần xa, chúng ta hãy yên tâm về cái tình hình của sức khỏe của Tuyết Nhung trong thời điểm hiện tại. Và đối với những cái gì mà đàn gà con đã và đang làm, cũng như là chia sẻ với tất cả chúng ta trong suốt cái cuộc hành trình vừa qua, thì trong thời gian sắp tới, khi những cái chương trình live show và những cái sự kiện sẽ được bắt đầu, thì sẽ có rất là nhiều những cái thông tin vui và đặc biệt mà tất cả các quý vị khán giả chúng ta đang chờ đợi, cũng như là quan tâm. Thì mới đây, phía Metro Peter là những cái nhà sản xuất của chị Hai Phi Nhung trong đợt vừa rồi đã thông báo một cái thông tin rất là vui cho tất cả các quý vị khán giả, những người luôn quan tâm và yêu mến đàn gà con sẽ nhận được những cái thông tin rất là vui. Thì sau đây mình xin được cập nhật cho tất cả các quý vị khán giả nắm được phía Metro Peter đã chia sẻ. Tháng 9 năm 2021, năm nay là tháng 9 năm 2023, sách điều sử bằng tiếng Anh của ca sĩ Phi Nhung được giảm giá 50% suốt tháng 9 năm 2023. Nhân kỷ niệm ngày 2 năm mất của cô, sách được phát hành trên toàn cầu Amazon Metro Peter. Hân hạnh được đưa câu chuyện cuộc đời của ca sĩ Phi Nhung đến với độc giả quốc tế thì sẽ giảm 50% áp dụng cho cuốn bìa mềm, thưa quý vị. Thì sách điện tử, ebook thì các thông tin rất là quan trọng của phía Metro Peter đã phát hành cuốn sách nói về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung trong suốt thời gian vừa rồi. Và để kỷ niệm tròn 2 năm khi mà chị đã ra đi mãi mãi, thì phía Metro Peter đã cho chúng ta biết là sẽ được giảm 50% và sẽ kéo dài cho đến hết tháng 9, thưa quý vị, để cho tất cả các quý vị khán giả chúng ta có thể xem và ủng hộ về cuốn sách viết về cuộc đời của chị Hai Phi Nhung. Thì sau đây mình xin được cập nhật thêm cho tất cả các quý vị khán giả, đó chính là một cái thông tin về hướng đi sắp tới của đàn gà con. Thì cái hướng đi sắp tới của đàn gà con vào cuối tháng 9 thì vào tháng 10 sẽ có rất là nhiều những cái thông tin đặc biệt hơn nữa. Thì trong tháng 10 đàn gà con sẽ có sự góp mặt cùng với anh Mạnh Quỳnh, thưa quý vị. Nhưng chúng ta chưa biết về cái tình hình cụ thể và rõ ràng như thế nào là cái live show diễn nó sẽ diễn ra như thế nào và sẽ kết thúc ra sao. Thì khi anh Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái thông tin vui gửi đến toàn bộ các quý vị khán giả, những người luôn yêu mến và dành những cái tình cảm đặc biệt cho anh Mạnh Quỳnh cũng như là cho đàn gà con. Thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi, chờ đón những cái điều đặc biệt nhất và những cái thông tin vui nhất và mới nhất trong tháng 10 sắp tới nhé. Thì ngày hôm nay mình lại cập nhật được thông tin muốn chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả
những người luôn yêu mến đàn gà con. Đó chính là ngày hôm nay tại quán chay có rất là nhiều quý vị thực khách đến ở quán chay rất là tất bật và đang được chia sẻ rất là rộng rãi đối với những gì mà chúng ta đang đặc biệt quan tâm. Thì ngày hôm nay tại quán chay, thưa quý vị, thì Đức Hiếu đã cùng với quản lý Diễm Phạm rất là tất bật với những cái công việc của mình tại quán chay và tất bật với những thứ mà Đức Hiếu cùng với quản lý Diễm Phạm đã kết hợp cùng với nhau trong suốt thời gian vừa qua và phải nói là đã tạo ra những cái dấu ấn vô cùng lớn, thưa quý vị. Trong những cái chuyến hành trình trong suốt chặng đường vừa qua thì tiếp sau đó, thưa quý vị khán giả, Đức Hiếu trong thời gian vừa qua, em ấy đã cố gắng rất là nhiều, cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua cùng với phía ekip quản lý trong những cái chuyến hành trình rất là đặc biệt. Thì Đức Hiếu đã cùng với quản lý Diễm Phạm đã cùng kết hợp với nhau để cùng chăm lo cho quán chay rất là nhiều, để mấy chị em của đàn gà con có thể tham dự những cái hoạt động live show, những cái buổi biểu diễn được vui vẻ, và từ đó nó sẽ mang đến những cái thành công vô cùng to lớn. Thì mới đây, quản lý Diễm Phạm là một người quản lý ekip của các con chị Hai Phi Nhung, thì trong thời gian này đang tất bật với những cái công việc tại thời điểm hiện tại. Quản lý Diễm Phạm trong thời gian này cũng đã gặp gỡ trực tiếp các con của chị Hai Phi Nhung để cùng nhau trao đổi và bàn bạc về những cái chuyến hành trình hoạt động live show vào cuối tháng 9 và tháng 10 sắp tới. Thì quản lý Diễm Phạm cũng đã nhấn mạnh và những cái MV, những cái ca khúc mới trong thời gian sắp tới đàn gà con sẽ phát hành thì đều có một cái dấu ấn rất là mạnh mẽ. Điều đó vẫn còn đang là bí mật, thưa quý vị. Thì trước đó như đã chia sẻ với tất cả chúng ta là anh Mạnh Quỳnh đều có những cái sáng tác vô cùng mới mẻ để gửi gắm tới cho đàn gà con trong cái giai đoạn này. Cho nên chính vì điều này, anh Mạnh Quỳnh là một người tuy rằng nhìn vẻ bề ngoài rất là lạnh lùng, ít nói, ít chia sẻ và ít đăng tải trên mạng xã hội, nhưng mà quản lý Diễm Phạm cũng đã chia sẻ về anh Mạnh Quỳnh rất là nhiều. Anh là người luôn âm thầm lặng lẽ mang đến những cái ca khúc mới. Thì dạo gần đây anh cũng thường xuyên tâm sự cùng với quản lý Diễm Phạm về những cái ca khúc mới đó để cho các con của chị Hai Phi Nhung có thể chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị tập luyện. Khi mà nhuần nhuyễn hết tất cả mọi thứ thì đã tới lúc đó đàn gà con sẽ tiến hành thu âm những cái ca khúc mới đó để gửi gắm cho tất cả các quý vị khán giả trong thời gian sắp tới và sẽ cho ra mắt những cái MV gọi là vô cùng đặc biệt, mang đến cho tất cả chúng ta rất là nhiều những cái điều mới mẻ và nhiều điều mới lạ, thưa quý vị. Thật sự thì đối với tất cả chúng ta, khi mà dành những cái tình cảm yêu mến cho đàn gà con thì ai ai cũng luôn hiểu rằng sự khó khăn và những cái gian truân vất vả trong những cái bài hát mới để tìm cho mình một cái bài hát phù hợp với bản thân mình rất là khó. Cho nên cần phải có một người nhạc sĩ sáng tác theo đúng cái tâm trạng và đúng cái chất giọng của đàn gà con, thưa quý vị. Nhưng mà đối với đàn gà con thì các em ấy thể loại nhạc nào cũng hát được, từ nhạc trẻ cho đến bolero, các em ấy đều hát được. Thì chính vì điều này, khi chúng ta cảm thấy rất là vui, vui mừng cho đàn gà con, thưa quý vị, vì đàn gà con luôn được yêu thương, được che chở và được như ngày hôm nay, thì chúng ta cũng hiểu được đàn gà con cảm thấy rất là vui mừng vì đàn gà con đã trao dồi đầy đủ những cái kiến thức cần thiết. Từ đó, đàn gà con có thể phấn đấu nhiều hơn nữa đến những cái con đường thành công cho tương lai ở phía trước, đúng không thưa quý vị? Thì ngày hôm nay, mình cũng cập nhật được những cái thông tin này, mong muốn chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả để chúng ta nắm được về cái tình hình của đàn gà con trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.